Xin chào các con, chào mừng các con đã quay trở lại với lớp học Allophonics vào tối thứ hai, tối thứ tư và tối thứ sáu hàng tuần trên Allo Kitty tiếng Anh tại nhà cho trẻ em. Chúng mình ngày hôm nay thế nào nhỉ? Hôm nay là thứ hai, là ngày đầu tuần đúng không? Bây giờ là tuần thứ hai kể từ khi mà chúng mình đi học hồi khai giảng rồi đúng không nhỉ? Không biết là chúng mình đã quen với cả lớp học mới chưa? Có gì hay ho không thì chúng mình hãy kể cho cô Trang ở bên dưới comment nhé. Nãy giờ cô đọc rất là nhiều bình luận của chúng mình đây nè. À, trước khi mà cô đọc bình luận của chúng mình thì cô muốn chia sẻ một chút về chúng mình, về cái chương trình Alo English. Chúng mình có nhớ cái cuộc hẹn của tháng 10 của chúng mình với Alo Kitty không nhỉ? Chúng mình nhớ đón xem game show Alo English được phát sóng tập đầu tiên vào thứ 6 ngày 16 tháng 10 năm 2020 trên kênh VTV7 nha. Đây là chương trình game show tiếng Anh đầu tiên dành cho học sinh trên toàn quốc do trung tâm sản xuất các chương trình giáo dục là VTV7 và Alo Kitty phối hợp tổ chức đó. Chúng mình nhớ cái lịch này để có thể xem game show tiếng Anh đầu tiên. Rất là thú vị đấy nhá. Ok, còn bây giờ thì cô sẽ đọc phần bình luận của chúng mình nhá. Trước tiên thì cô chưa gì cô đã thấy comment cô Trang xinh nhất. Ôi, hôm nay cô Trang làm việc rất là mệt cả một ngày, thế trông cô Trang hơi tã một chút. Trông mặt rất là kiểu sau một ngày dài đúng không? Trông mặt cô rất là buồn. Hello hello cô Trang, Nguyễn Minh, Thúy Nga, cô chào các con này, Thu Trang này, Lê Đình Trọng, I love you Miss Chow, rất là đáng yêu, give you some animals. Kim Huệ này rất đáng yêu đúng không? Cho cô rất là nhiều bạn animals. How are you today, Lại Hảo? I'm quite good. I think a little bit tired for me. Hello Miss Nhung. Oh, bạn nào lại nhầm lớp thế này? Huỳnh Anh chào cô nha. Hôm nay cô Trang xinh như thiên nga. Cô thấy cái hình ảnh so sánh này rất là buồn cười. Hello Miss Trang. Hello cô Trang này. Con chào cô xinh quá. Ngày hôm nay trông cô như này mà vẫn khen cô xinh được chứng tỏ là đáng nịnh cô đây. Hello cô Trang xinh đẹp này. Cao Kiên, hello teacher Trang. Alo Kitty hợp tác với VTV7 đó nha. Đúng rồi các con ạ. Cái chương trình game show này sẽ là Alo Kitty và VTV7 cùng nhau phối hợp thực hiện nè. Con Soái chào cô này. Có chương trình ở Alo English. Đúng rồi. Các con giỏi lắm. Bạn đã vừa nghe cô rồi đúng không? Thầy của con hem một cái muốn xỉu luôn. Chúc cô Trang khỏe mạnh. Cô Trang khi mà nói chuyện với các con thì cô rất là nhẹ nhàng, rất dịu dàng, rất vui vẻ. Nhưng cô Trang khi ở trên trường là cô cũng thét ra lửa đấy nhá. Bạn nào mà không ngoan là cô cũng hét một cái khiến cho cả lớp rất là sợ hãi luôn. Cô đùa thôi nhưng nói chung ở trên lớp cô Trang cũng rất là nghiêm khắc. Con là Duy Khánh, con chào cô này, con yêu cô quá. Thừa Hà, Hiếu Nguyễn, hello Hải Quách, rất là nhiều bạn đúng không? Ok, thôi được rồi, chúng mình bắt đầu buổi học ngày hôm nay nhá. Buổi học ngày hôm nay thì chúng mình sẽ học cái gì đây? Thật ra là chúng mình sẽ không học gì mới cả, mà chúng mình sẽ ôn tập tất cả những cái âm mà chúng mình đã được học về cô Trang kể từ khi nhìn thấy mặt cô Trang xuất hiện trên Alo Kitty thế này. Tức là chúng mình đã học 5 âm, chúng mình có nhớ không ạ? A, I, E, O, A, right? Nhớ 5 cái âm này không ạ? Và hôm nay chúng ta sẽ ôn cả 5 cái âm này luôn. Nào bây giờ cùng cô bắt đầu nhé. Hello Miss Trang, cô xinh quá, học với cô vui ghê. Cô rất là vui khi được gặp các con. Now, the first challenge is a guessing game. Thử thách đầu tiên của cô đó là cô đố chúng mình đoán được các cái từ. Chúng mình sẽ chơi một trò rất thú vị, đó là the crossword, trò chơi ô chữ đúng không? Chúng mình có thể nhìn thấy là ở bên cạnh mỗi cái chỗ ô chữ này sẽ có các cái hình ảnh tương ứng và chúng mình sẽ phải đoán các cái từ ở hàng ngang. Và sau đó, sau khi chúng mình đoán các từ hàng ngang xong thì chúng mình sẽ có một cái ô cột dọc. Cũng rất là thú vị, sẽ có một cụm từ và chúng mình, bạn nào mà đoán được cái cụm từ ở giữa thì lại càng giỏi hơn. Ok, nào bây giờ chúng mình bắt đầu nhá. Nào, number one. I can see, what can you see? I can see a fan, right? Something that helps you feel cool when you are hot. Chúng mình có nhớ cái đầu tiên là cái gì không nhỉ? Cái quạt đúng không? Cái mà sẽ giúp cho chúng mình cảm thấy mát mẻ khi mà chúng mình đang cảm thấy nóng đúng không? When you turn on the fan, you'll feel cool, right? Okay, so how do you write the word fan?
Ok, write it in the comment for me. Dòng một fan Thúy Nga Nguyễn. Rất là giỏi đúng không? Chưa gì đã có bạn đoán được ngay dòng đầu tiên rồi. Chúng mình bắt đầu từ dòng đầu tiên cùng cô nhá. Fan Lê Lan Hương, great job. Lê Nhung, cô xinh như ca sĩ. Rất là đáng yêu. Soái fan, great. Ok, có vẻ rất là nhiều bạn đang trả lời được rồi đúng không? Huy, fan, great job. Hello teacher Trang, em vô muộn hôm sau Kiều Hương nhớ là lần tiếp theo gặp cô lúc 8 giờ nhé. Fan ạ, à, Nguyễn Như này, Nguyễn Huy bằng bằng ơi, nó là không phải là pan mà nó là fan nhá. Ok, start with letter F. Ok, cô ơi sao bình luận của em không hiện lên? Đây này, cô đang nhìn thấy bình luận của con đây, Ngọc Nguyễn, thật không công bằng, đang khóc rất là kinh khủng đúng không? Now, ok, so number one is fan, ok, say along with me, fan, cái quạt đúng không? Chúng mình nhớ đọc với cô nhá. Nào, chúng mình cùng giải quyết tiếp dòng thứ hai. Ok, this is a kind of house, a very simple house, right? And we call it hat. Hat, right? Do you remember how to write the word hat? Let's see. Chúng mình còn nhớ cái bức tranh thứ hai không ạ? Nó là cái ngôi nhà rất là đơn sơ, được làm bằng lá hoặc được làm bằng tranh đúng không? Và chúng mình có từ hat, right? Và chúng mình viết từ này như nào nhỉ? Nó bắt đầu với cả chữ cái gì đây ta? Xem có bạn nào có thể trả lời được cô không nhá. Phan, cái quạt Cao Kiên. Very good. Cao Kiên là bạn đầu tiên mà có câu trả lời chính xác. Hat. Great job. Ok, sorry cô em vào muộn này. Bạn Vinh Trần đã liệt kê được một loạt cho cô các từ rồi. Wow, rất là tuyệt vời. Thế con có biết được là cái từ ở ô hàng dọc là gì không hả Vinh? Ok, chúng mình cứ bắt đầu từ từ nhá, từng câu một. Ok, Hacklog Pot, Minh Anh cũng liệt kê được rất là nhiều từ cho cô. Các con tuyệt vời quá đi. Ok, hat. Ok, so the next word is hat. Right, ok, very good. Chứ rồi cô Trang vừa lỡ ấn. Chắc là chúng mình chưa kịp nhìn thấy câu trả lời đúng không? Ok, so number 2 is hat. Now move to number 3. Ok, when you cut the trunk of a tree, you will get a log. Log, right? And how do you write the word log? Ok, đang rất nhiều bạn liệt kê được cho cô một loạt các từ luôn này. Lock, Bùi Thị Thủy, Nguyễn Vân, Giáo Trần Sĩ này, Hân Phạm này. Wow, bọn mình giỏi quá. Thư Phạm này, ok, lock. Đã rất nhiều bạn có câu trả lời chính xác đúng không? Phạm Giàn và Thư này. Great job, lock. Khúc gỗ bạn Lê Thủy còn giải thích được cho cô Trang đúng không? Khi mà chúng mình cắt chặt cái phần thân cây ra, chúng mình sẽ có cái lock, cái khúc gỗ đúng không ạ? Ok, now say it out with me. Lock, lock, ok. Now, next one. Number four, you used it for cooking, right? So, what is that? You call it pot. Pot for number four. And how do you write the word pot? Write it in the comment for me, okay? Lock, khúc gỗ này, trần xương, rất là nhiều bạn đang liệt kê được cho cô này. Lock, pit, dog, really? Hình như có cái gì đấy sai sai ở đây. Lock, pot, great job, okay. Nào, rất là nhiều bạn đang liệt kê được rất nhiều từ cho cô đúng không? Số 4 là pot, bạn Linh này. Giỏi quá, Thúy Kiều này, rất là giỏi luôn, Kim Huệ này. Okay, so number 4 is yes, okay, it's a pot. Now say it out with me. Pot. Pot. Okay, so that word is pot, là cái nồi đúng không? Now number 5, very easy. This is a pet, a kind of animal that you can see in a house. And it says woof, woof. What is that? Rất là nhiều bạn liệt kê được cho cô từ số 5 rồi đúng không ạ? Ok, cái con này thì rất là dễ. Anh Thư có câu trả lời chính xác này. Hoàn này, Huyền Lê này, Thu Hà này, rất là nhiều bạn. Đinh Đức Nguyễn này, Xuân Cường. Cô không đọc bình luận của con đấy, cô đang đọc này. Thông cảm với cô một chút nhá, bởi vì có rất là nhiều bình luận con ạ. Diệp Phan, great job. Thúy Nga, number 5 is dog. Very good. Nào, chúng mình chưa giải quyết hai câu cuối vội. Nhìn vào cái hàng màu đỏ, hàng dọc, có bạn nào đoán được cho cô xem cái từ hàng dọc là gì không? Nếu bạn nào đoán được thì cô sẽ thưởng một tràng pháo tay rất to nhá, dành cho bạn nào mà đoán được hàng của dọc. Có rất là nhiều bạn liệt kê được từ nhưng mà chưa đoán được cái keywords hàng dọc cho cô. Xem có ai đoán được không nhá. Cô nhìn thấy này, gì đấy nhỉ, hot này. Không biết là cái gì đây ta. Cô có thấy con không? Trang Nhung có. Cô có thấy và cô còn nhớ tên con luôn cơ. Now next one. We have an animal.
It has a very thick and bushy tail. We call it fox, right? Fox. Say aloud with me. Đây là con cáo đúng không ạ? Fox. Thảo Trang, Huân, Tùng Văn, rất nhiều bạn có câu trả lời chính xác này. Wow, Nguyễn Minh đã đoán được hàng dọc cho cô. A hot dog. Very good. Thùy Dung Nguyễn, a hot loy. A hot loy hình như không phải đâu. A hot dog này, bạn bạn nào đây? Bạn Lan Phan này, rất là tuyệt vời cho cái từ hot dog. Con viết chưa đúng chính tả lắm. Thúy Nguyễn này, hàng dọc, a hot dog. Very good. Cao Kiên này, wow, giỏi quá đi. And the last word is, we use it to wipe your food after you get your feet wet, right? Khi mà chúng mình cần lau chân sau khi mà chân chúng mình bị ướt, đúng không? We call it rug. Rug, cái thảm chùi chân, đúng không? Cái thảm, okay? Rug. And so the key words in red here is, what is that? A hot dog, right? Okay, now say it out with me. A hot dog. Okay, chúng mình có nhớ a hot dog là gì không nhỉ? Okay, what does it make? Okay, it makes a hot dog. Nhìn vào cái bức tranh, ôi, cái ghế của cô Trang lại che cái phần đáp án rồi, cô sẽ di chuyển một chút này. Okay, so a hot dog here is a kind of food, right? And in the middle of the food, you can see the sausage, right? Đây là một loại bánh mì đúng không? Mà ở giữa mà chúng mình sẽ nhìn thấy cái xúc xích đúng không ạ? Ăn món này thì rất là ngon đúng không? Có bạn nào thích món này không nhỉ? Miss Chang really loves hot dogs, okay? It tastes yummy. Rug, tấm thảm, a hot dog, đúng không? Lê Lan Hương, cái từ dog còn viết hơi sai một chút rồi. Từ chữ cái cuối cùng này, Diệu Huyền này, hàng dọc, Nguyễn Vân đúng không, Phúc Diễm, rất nhiều bạn có câu trả lời chính xác, con đúng rồi cô ơi, Quý Yến này tuyệt vời quá. Okay, hot dog, Dương Vũ Thủy và Hương Ngô, cái từ dog ở cuối nó sẽ phải là letter G nhá, chúng mình hơi nhầm một chút chữ cái ở cuối cùng. Lý Nguyễn đang, wow, chúng mình nhìn bạn Lý Nguyễn này, bạn liệt kê được rất là nhiều tất cả những từ từ đầu đến cuối và còn giải thích nghĩa được đúng không? Rất là giỏi luôn. Hiền Vũ này, em rất thích hot dog. Thảo Nghiêm, ok, Nhật Vi, great job, ok. So you completed successfully the first challenge. Vậy là chúng mình đã vượt qua thử thách đầu tiên rất là thành công rồi. Để chúng mình thử ôn tập tiếp nhá. Now, you are going to have an exercise to read and choose. Chúng mình phải đọc và sau đó chúng mình chọn đáp án đúng không ạ? Okay, now number one. The kids are playing with the water guns. One more time. The kids are playing with the water guns. Which picture tells you this? Chúng mình nhìn A, B, C. Câu nào diễn tả cái câu mà cô Trang vừa đọc nhỉ? Chúng mình có nhớ những cái từ trong cái câu này không? The kids là ai đây? Là những đứa trẻ đúng không ạ? Are playing with water guns. What is water guns? Chúng mình nhớ từ này không? Guns là cái súng đúng không? Vậy water guns là gì nhỉ? Súng nước đúng không ạ? Okay, the gun that you use the water to use, right? B cô ạ, rất là nhiều bạn. B cô ơi này, Đinh Văn Hải, Nguyễn Vân này, Nguyễn Liên này, rất là giỏi, Cao Kiên này. Oh wow, okay. So, Lương Thủy, câu B, cô Trang ơi, Bình Hoàng. Lâu lâu cô mình thấy Bình Hoàng, cô biết là Bình Hoàng rất là hay bình luận, nhưng mà mấy hôm nay cô chưa nhìn thấy. Dũng Âm Thanh này, Lê Lan Hương, Trần Thị Hoa, rất là nhiều bạn có câu trả lời chính xác đúng không? Yes, the correct answer is B. Nghĩa của câu này là gì nhỉ? Những đứa trẻ đang chơi với cái súng nước đúng không? Okay, đó là đáp án B đúng không? Nhìn vào cái đó, bức tranh ở câu B, chúng mình thấy hai bạn đang cầm hai cái súng nước đang bắn nhau đúng không? Rất là đáng yêu. Do you love playing water guns? Chúng mình có thích chơi súng nước không nhỉ? Okay, I really love playing water guns with my friends or my classmates. Ngày xưa ấy thì cô cũng rất là thích chơi cái water guns này, đặc biệt là với bạn bè hoặc là với những bạn cùng lớp đúng không? B cô ơi, Hương Nguyễn, Khanh Trần, Hoa Mai, Chu Hà, Vương này, Quý Yến này, Nhật Vi, Huyền Trâm, Đại tướng Bùi, Trần Điền. Rất là nhiều bạn có câu trả lời chính xác như Quỳnh Hà My này, Hoàng Vũ này, Yến này. Rất là nhiều đúng không? Các con giỏi quá. Ok, now next one. I have this sentence. The fox is on the rock. One more time. The fox is on the rock. What picture tells you this? A,
B or C? So in these three pictures, you can see the fox, right? Cả ba bức tranh này chúng mình đều thấy bạn fox, bạn cáo đúng không ạ? Nhưng bức tranh nào thì có hình ảnh của bạn cáo đang ở trên on the rug, đang ở trên cái thảm nhỉ? A, B or C? Ok. Nào cùng cô xem phần bình luận của chúng mình nhé. Câu A cô ạ. Wow, bạn Lương Thủy đã có ngay câu trả lời đầu tiên. Không biết có chính xác không đây. Em thích chơi súng nước bạn Lan Hương này. Mẹ em cứ bắt em học hoài. Huỳnh Hạnh. Thế con có cảm thấy là việc học là rất là giúp ích cho con không? Có thể là bây giờ đôi khi con sẽ cảm thấy hơi mệt một chút khi chúng mình học đúng không? Nhưng mà sau này khi mà chúng mình nhìn lại, chúng mình sẽ thấy là à, các con đã học được rất nhiều điều. Và điều đấy sẽ cực kỳ có ích với chúng mình sau này luôn. Tất cả những gì mà bố mẹ và các thầy cô muốn, đấy là sự tốt của các con tiến bộ, các con càng ngày càng học tốt thì thầy cô và bố mẹ đều sẽ rất vui vẻ. Nên là con đừng trách mẹ về điều đó nhé. Hãy thông cảm với mẹ này và cố gắng học này. Si mới đúng, Quyên Trần câu A, Nhật Vi, Mai A, Hoàn A này. Si mới đúng, có bạn chọn A, có bạn chọn C. Chúng mình nhìn kỹ nhá cái bức tranh C. Where's the fox? Bạn cáo bạn đang ở đâu nhỉ? I think that the fox is on the bed. Right? Chúng mình có thấy đây là cái giường không? Rõ ràng là bạn Fox bạn đang ở trên cái giường đúng không? Chứ không phải là ở trên cái thảm đúng không nhỉ? Nhìn kỹ vào bức tranh nhá. So the correct answer here is A. Okay? That is the correct answer. A. Bạn Hoa này, Nguyễn Văn, Cầm Thơ, Khanh Trần, Phạm Hòa, Oanh Bùi. Rất là nhiều bạn có câu trả lời chính xác. Cô ơi, của em hiện lên mà cô không đọc. Ban nãy cô vừa đọc tên con xong chắc là không để ý cô rồi. Con cáo nằm trên cái thảm, đúng rồi, đại tướng Bùi có nói chính xác rồi đấy. Câu này có nghĩa là con cáo đang ở trên cái thảm. A, B và C thì có mỗi đáp án A là bạn ý đang ở trên cái thảm đúng không? Đáp án B bạn đang ở đâu nhỉ? The fox is on the lap. Right? Đang trên cái đèn đúng không? Cái đèn ngủ. And picture C. The fox is on the bed, right? Đang ở trên cái giường này đúng không? Okay, so the correct answer is A. Okay. Hiền Vũ này. C cô ơi, cô đọc bình luận của con đi. Đây, Lương Thanh Hương cô đang đọc này. Thảo Nghiêm A cô ạ. À. Đúng rồi. Hương ơi, nó không phải đáp án C mà nó phải là đáp án A nhá. Okay. Bạn em học nhiều nên đi khám tại nhìn máy tính học thêm. Cô à. Đúng rồi, chúng mình học việc học thì rất là tốt nhưng chúng mình cũng phải giữ gìn sức khỏe nữa nhé. Ok, now next one. Huyền Nguyễn này, A. Ok, red chalk. Now number three. The girl cleans the floor with a wet mop. One more time. The girl cleans the floor with a wet mop. A, B or C? Ok. Chúng mình có biết đáp án của cô này là đáp án nào không ta? Còn tặng cô này rất là nhiều này, Huyền Phan cô sẽ đọc mà. Đấy, cô cảm ơn bạn Huyền Phan nhé. Có rất là nhiều bạn thông cảm cho cô Trang. Câu A, the fox is on the rug. Châu Uyên đúng không? Rất là tốt. Ok, bình luận của con không hiện lên. Nguyễn Thị Tươi, đây cô đang đọc. Cô đọc mấy lần rồi cơ. Câu A, cô ơi bằng Nguyễn này. Great job. Now, what about this one? The girl cleans the floor with a wet mop. Chúng mình nhớ cái mop là cái gì không nhỉ? Mop là cái chổi lau nhà đúng không? Ok, vậy trong đáp án A, đáp án B và đáp án C, bạn gái nào đang dùng cái chổi lau nhà để lau nhà nhỉ? Rất là dễ nhìn thấy đúng không? Cô sao cô không đọc bình luận của con? Bạn Tám, cô đang đọc này. B nha cô, B cô ơi, có bình luận đầu Lương Thanh Hương tuyệt vời. Vũ Trần B, great job. A hot dog Nguyễn Thê đang vào muộn đúng không? Phi Ân B, great. Ok, tặng cô rất nhiều kim cương này, bạn Xuân Cường này. B cô ơi, Lê Thắng Huyền Nguyễn này, rất là tốt nha. Giỏi quá Nhật Vi này. Ok, hôm nay cô nhớ tên những bạn mà hôm nay bình luận rồi đó. Các con bình luận rất là hay, rất chính xác luôn. Câu B, Cầm Thơ Huyền Lê này, great job. So the correct answer is B, right? Ok, look at the girl in picture A. Chúng mình nhìn bạn gái ở trong bức tranh A nhé. What is she doing? She's knitting, right? Bạn đang đan đúng không? Ok. In picture C, the girl is she is hanging the clothes, right? Bạn đang chuẩn bị treo quần áo lên đúng không? Chỉ có đáp án B là bạn ấy đang lau nhà với cái chổi lau nhà thôi đúng không ạ? Ok, chúng mình đọc to câu này một lần nữa với cô nhé. The girl cleans the floor with a wet mop.
Thế bạn nào mà đọc được cả cái câu dài này chứng tỏ là chúng mình rất là nhớ cái phần bài học chúng mình đã từng học đó. Okay, now next one. Number four. The dog runs to the hut. One more time. The dog runs to the hut. Picture A, B, or C? Okay, so in these three pictures, you can see the dog, right? Cả ba bức tranh cô đều nhìn thấy bạn chó này đúng không? Nhưng ở bức tranh nào thì the dog runs to the hut nhỉ? Hut chúng mình nhớ là gì không? It is a kind of simple house, right? Một loại nhà rất đơn sơ đúng không? Làm bằng lá, làm bằng tranh này. Vậy bức tranh A, B hay là C ta? Dòng 3. Ok, great job. Thảo Nghiêm, Cao Kiên này. Ok. Câu B, Nguyễn Thị Huân, Diệu Huyền, con chắc không? Ok. Câu C, Luân Hồng này. B, cô ơi, mop, chổi lau nhà. Đúng rồi, Nguyễn An, chính xác luôn. Kiên, C, Lương Thủy, Tươi, Lý Hổ, Châu, Yến, Ngân, Nhật Thảo, Kim Phước, C, very good. Bạn Quỳnh nữa này. C, cô Trang ơi, great job. Okay, so the correct here, correct answer here is C. Okay, the dog runs to the hut. Bạn chó đang chạy đến bên cạnh cái nhà đúng không? Chạy đến chỗ cái nhà tranh đúng không ạ? Okay, bạn chó chạy đến chỗ cái nhà tranh. The dog runs to the hut. Now, next one. Okay, now, bài này hơi khó một chút này. Unscramble the words. Chúng mình sẽ nhìn thấy các cái chữ cái nó bị đảo lộn lung tung lên. Và việc của chúng mình đó là sắp xếp các chữ cái này tạo thành một từ chính xác. Ok. Now, number one. What it is? Look at this. Do you remember what it is? It's lips. Ok. It's a lip. Lip. How do you spell the word out? Write it in the comment for me, okay? Lip. Xem bạn nào có thể trả lời cho cô được câu này nhá. Tương đối dễ đúng không? Có mỗi ba chữ cái thôi nè. Si cô ơi, Phạm Vinh, Thúy Nguyễn. Đang rất là nhiều bạn đang comment phần đằng trước đúng không? Con cún này, câu si, Toàn Vũ này, Diệu Hương này. Cô đọc bình luận của con đi mà. Nguyễn Thê, Như này. Cô đang nhìn thấy bình luận của Như đây với Facebook Lợi Văn Lê này. Okay. Lip. Very good. Kiên này, great job. Okay, Châu, lip. Very good. Now, next one. Lip, em trả lời đầu tiên đúng không? Okay. Em ghi đầu tiên chữ lip. Thảo Nghiêm này, Kim Huệ này. Okay, lip, cô Oanh Phùng, Hà, Nguyễn Thị Huân. Rất là nhiều bạn đã có câu trả lời chính xác. Huyền Lê này. Okay. So, yes, the word here is lip. Đó là cái gì nhỉ? Chúng mình nhớ không? Đó là môi đúng không ạ? Chúng mình chỉ vào môi và chúng mình đọc từ này một lần nữa cho cô nhé. Lip. Lip. Okay, now next one. Ah, this is quite easy, right? Từ này ba đây chúng mình vừa gặp rồi đây. Cái thảm đúng không? Cái thảm mình đọc là gì nhỉ? What is it? It's a rug. Rug, right? Okay, it's a rug. And how do you write the word rug? Write it in the comment for me. Thành Long Lê, lip, môi, chính xác. Vóc này, lip, môi, nhưng mà cái từ lip có viết chưa chính xác rồi, phải từ chữ cái L ở đầu tiên nhá. Lip, môi, Châu Uyên này, great job. Lan Vũ, Tươi Đỗ, rất là nhiều bạn có câu trả lời chính xác đúng không? Run, câu trả lời đầu, giáo Trần ơi, con đang viết chưa chính xác cái từ này rồi. Guck, Thùy Thu Trang, thật đó, guck á, nhưng mà mình chỉ có một chữ G thôi mà đúng không? Ruck, Kiên, Kiều Nguyễn này, Thanh Hồng Phạm này, hai bạn Kiên với hai Facebook khác hẳn nhau nhưng mà đều có câu trả lời chính xác. Rock, very good. Phương Hải, rock, good job. Kim Nhị này, rock. Oanh Phùng, rất là nhiều bạn có câu trả lời chính xác. Yes, the correct answer is rock, right? Rock có nghĩa là cái thảm đúng không? Nguyễn Vân này, hôm nay bạn Nguyễn Vân cô khen trả lời rất là nhiều. Châu Uyên cô cũng khen, cô nhìn từ tên nãy giờ luôn. Gia Hân này, great job. Thúy Kiều đúng không? Với tên thật là Oanh. Ok, rock. Thảm nhà, cô ơi, Lê Thủy, great job. Châu, Vân Anh. Ok, now next one. Do you remember what it is? It's a kind of chicken, right? Đây là một loại gà đúng không? Ok, and it is a girl or a boy? Ok, this chicken is a girl. It lays eggs, right? It lays eggs.
And what do we call it? Đây là một loại gà. Nó là con gà cái đúng không? Nó là con gà mái đúng không? Ok, con gà mà là con gái ấy. Mình gọi nó là con gà mái đúng không? Và nó có đặc điểm rất đặc biệt, đó là nó có thể đẻ đẻ trứng đúng không các con? Và từ này là từ gì ạ? Ok, it's a hen. Wow, hôm nay hai bạn kia đều trả lời rất là nhanh đúng không? Hen, Du Dương Vân, hen, great job. Thật là chán khi cô không đọc bình luận của con. Cô thấy nãy giờ cô đọc tên của Huế hơi bị nhiều luôn nhá. Tình Lê cô không đọc bình luận này. Phúc Diễm, Châu Hen, con gà mái, great job. Yes, you write it very correctly. Chúng mình viết rất là chính xác đúng không ạ? Hen, con gà mái đúng không? Nó có thể đẻ trứng nhá, không phải là cái con gà kêu ó ó ó mỗi buổi sáng đâu, mà làm cái con gà mà đẻ trứng cơ. Okay, and the next picture is what is the man doing? Do you remember? Cái từ đào đúng không ạ? Cái người đàn ông này đang đào đúng không? Và chúng mình có từ gì nhỉ? Okay, dig. The man is digging, right? The word here is dig. Dig nghĩa là đào đúng không các con? Và chúng mình viết từ dig như nào nhỉ? Xem có bạn nào có thể điền cho cô nhá. Ok, bạn Mo Phạm đúng không? Hen gà mái. Châu Uyên con gà mái này, great job. Bạn Cao Kiên này, dig. Wow, với Facebook Thanh Hồng Phạm đúng không? Dig. Very good. Có vẻ có nhiều bạn tên Kiên nhỉ? Cô thấy nãy giờ nhiều lắm luôn. Hen gà mái Giang Hà Thị này, Lý Hổ này, hen cô ạ à, Bình Hoàng này, rất là nhiều bạn có câu trả lời cho câu trước rất là chính xác đúng không? Ok, Gia Hân dig. Very good. Châu dig, Linh dig. Great job. Có rất là nhiều bạn đang có câu trả lời chính xác này. Hùng với Facebook là Trần Thị Hoa dig. Very good. Yes. The word here is dig. Ok, chúng mình đừng quên thả thương thương này và chia sẻ lớp học của chúng mình nhé. Chắc nãy giờ rất là nhiều con đã chia sẻ rồi đúng không? Cô rất là vui. Cảm ơn các con rất là nhiều này. Dig. Ok. Now, and next one. Ok. What animal is this? Do you remember? Ok. Chúng mình có nhớ bạn này không ạ? Bạn bọ cánh cam đúng không? Và chúng mình gọi là gì nhỉ? Ok. Bug. Bug. Do you remember how to say it aloud? Ok, bug. Nhớ là đọc to với cô từ này nhá. Và sau đó chúng mình viết ở phần bình luận nhé. Bug. Các bạn giỏi quá. Huyền Phan đang khen các bạn đúng không? Cô không đọc bình luận của con. Vân Anh nãy giờ cô đọc hai lần rồi nha. Dick, Nguyễn Giáp, rất là tốt. Dick, đào hố này. Ok, very good. C, cô ơi. Bạn Nguyễn Thê chắc trả lời phần đằng trước đúng không? Gà mái, Dick, đào này. Bug, very good. Bạn Kiên với Facebook Kiều Nguyễn. Bug, great job. Gia Hân này, bug, great. Con tên Hà này, bạn bug. Ok, bạn đã liệt kê từ bug. Bạn Soái này, cô không đọc bình luận. Bug, Lily, cô đang đọc bình luận của con đây. Ok, cô khen bạn nào đã có câu trả lời chính xác nhá. Bug. And next one. The kind of animal you can see in the house. And this animal says woof, woof. What kind of animal is this? Chúng mình nhớ đây là bạn gì không? Rất là dễ đúng không? Ok, cô không đọc bình luận của con. Ngoan cho cô Trang quá. Nãy giờ cô Trang đọc hết phần bình luận này. Ok, xem có bạn nào đang có câu trả lời chính xác không nhá. Từ này là gì đây? Cao Kiên. Very good. Cô Trang phải uống nước một tí vì nãy giờ nói nhiều quá. Cô xinh quá, Tường Vi cánh mỏng. Gia Hân, dog. Very good. Yes, it's a dog. Great job. And the last one. Bây giờ sẽ là những câu cuối cùng đây. Okay, what color is that? Is that yellow? No. Is that white? No, it's red. Red, right? And how do you write the word red? Chúng mình bình luận cho cô xem cách viết từ red, màu đỏ như thế nào nhá. Oanh Red, bạn Oanh với Facebook Thúy Kiều là bạn đầu tiên đã có câu trả lời chính xác, nhanh quá. Ok, Red, màu đỏ, Vi Tường, Hải Yến, Phạm Oanh, Thảo. Very good, Red, good job. And ok, Swipe Dog, great. Ok, Red, cô Trang ạ. Ok, great job, đại tướng nè, đại tướng Bùi này, Red. Vân Anh, Gia Hân, great job. Yes, this word is Red. Ok, and the next one, the last one. Okay, this you can see this in the bathroom, right? And how do we call it? Chúng mình có thể nhìn cái này ở phòng tắm đúng không?
Đây là cái bồn tắm đúng không ạ? Không phải là cái vòi hoa sen đâu nhá, mà nó là cái bồn tắm. Okay, so you can sit or you can lie in this tub, right? Chúng mình ngồi này, chúng mình có thể nằm ở trong cái này luôn, và chúng ta gọi nó là gì nhỉ? Tub. Tub. And do you know how to write it? Tub. Xem có ai biết được viết cách viết của cái từ bồn tắm này không nhá? Tub. Kiên, tập dễ quá cô ơi, Mai Nguyễn dễ quá à. Thế còn bình luận cho cô xem nhá. Thừa Hà, Red, màu đỏ, Hải này, Châu này, Lý Hổ này, Red, great job. Thúy Nguyễn, hot dog, chắc bạn này vào hơi muộn đúng không? Red, ok, great. Gia Hân, tập, great job. Cao Kiên, Mai, tập, ok, yes. So the correct word is tập, tập, right? So okay, say along with me. Red, red, tập, tập. Ok, cái bồn tắm đúng không? Ok. Now, that is the end of the lesson today. Đó là kết thúc buổi học ngày hôm nay rồi. Chúng mình có thể vào trang allokiddy.com.vn để xem lại các cái bài học của chúng mình từ trước đến nay nhá. Và đừng quên là chúng mình có hẹn với cô vào từ thứ mấy nhá? Từ thứ tư lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 nhá. Hẹn gặp lại chúng mình sau này. Chúc chúng mình ngủ ngon nha. Good night.